Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với vòng 2 của 7 nụ cười. Thưa quý vị, đây là một trò chơi mà chúng tôi phải nói là dùng cái sự thông minh tại vì trả lời câu hỏi nha. Quan trọng là đúng sai thôi à, chứ không có trả lời giải thích. Bé Ngọc, hồi đầu em nói anh Luật là không có cái gì đó. Trời ơi, đừng nói gì đâu, đừng dạ dễ rồi em. Đừng nhắc chuyện đó. Cười người game trước, game sau người cười. Trò chơi này có tên là ngã vào hư vô. Một đội ba người sẽ ngồi lên ba cái ghế này. Câu hỏi của MC bắt đầu đọc lên thì nhiệm vụ của chúng ta là trả lời đúng hoặc sai, đúng giơ chân phải, sai giơ chân trái. Ai trả lời sai lập tức ngã vào hư vô và không tham gia trò chơi nữa. Cá nhân nào bị trả lời sai sẽ ngã vào hư vô và loại đến khi nào đội đó loại hết thì dừng lại. Đội đó mang về bao nhiêu đáp án đúng hơn đội kia thì thắng. Wow. Chết em rồi. À, anh ơi, cũng có khả năng câu đầu tiên bị loại hết. Yeah. Có thánh nhân giỏi nè. Thôi đừng có xạo, chuẩn bị mà thi trí tuệ là sao. Mọi người, em bị mắc bệnh là bị lỗi về phương hướng nha. Em nghĩ bên trái là em đúng sẽ rồi, bị bên em phải. Em cũng sợ vậy á. Hồi xưa lấy ông này không, lấy ông Đạt. Đúng đúng, em không phân biệt được phải trái. Đúng đúng luôn kìa. Hèn chi. Đúng đúng luôn kìa. Em không phân biệt nhưng được phải trái là... và đúng sai. Nhưng mà hồi xưa tới bây giờ là đúng hay sai. Thôi mình chơi đi ạ. Ai chơi trước phải tôi xị đi ạ. Ra gì trước? Không, anh em giúp người ta. Anh có nhắc cái bé Dân gì kìa, đừng nghe theo nha cưng. Em nghĩ anh em mình đã biết nhau 8 năm rồi. 8 năm rồi. Ngày xưa biết nhau rồi. Biết nhau trong trường hợp nào? Dạ, đóng phim. Chung. Đóng phim. Phim giả, tình có giả không? Dạ. Tình có giả. Tình có giả. Tình không giả. Quen miệng. Cái bộ phim đó là cái bộ phim em nghĩ anh là một người anh của em nên em nghĩ anh nhường em. Không. Anh nhường em có lấy hay không là chuyện của em, đúng không? Dạ. Lấy anh hay là lấy cái gì? Lấy cái thắng, anh Lộc, lấy cái tay. Lấy cái thắng, anh Lộc, lấy cái tay. Lấy cái tay, liếu liếu rồi. Không có liếu liếu gì đâu nha. 3, 2, 1, vô. Mời áo xanh lên chơi trước ạ. Hiện tại chúng tôi có một câu hỏi rất là nhiều câu. Chúng ta chơi thoải mái, hy vọng chúng ta đừng bị loại hết sau câu đầu tiên. Câu đầu tiên, khi một người thực hiện tư thế trồng cây chuối, vừa ăn thức ăn có đi xuống dạ dày không? 3, 2, 1, không, không. Có, như vậy có hai trường hợp xảy ra. Một là dạ đúng, hai là dạ sai. Em nghĩ chị dạ đúng á. 3, 2, 1. Đáp án là... Trời ơi, thông minh kìa. Không phải, lúc đầu em có nói em không phân biệt được phải trái. Em bị mắc bệnh là bị lỗi về phương hướng nha. Em nghĩ bên trái là em sẽ đưa bên phải. Là em không, là em biết rồi. Em đừng giải thích đâu. Em biết là thức ăn lúc nào cũng chua xuống dài dày hết. Nhưng mà em nghĩ là từ trước giờ anh Vinh rất là thông minh. Em đi. Không có, không có. Qua cái đợt này anh mới thấy em chủ yếu là em hùa thôi, em không có tính toán gì hết. Vô tình trong đám đông hôm ấy, Lâm Vĩ Già chiến thắng một cách đầy hên xui. Và hai bạn sẽ bị loại. Nằm đó chờ đến khi nào người còn lại bị loại thì mới được đứng dậy. Hay thật. Đây là cầu thủ mà trong bóng đá gọi là đá lé quyền thoại. Tức là vậy nè. Câu tiếp theo, ô tô đang chuyển động mà đột ngột rẽ trái thì hành khách bị nghiêng người sang phải, đúng hay sai? Đáp án của chương trình là chính xác. Em bắt đầu phân biệt được phải trái rồi. Câu tiếp theo, con cá vàng thực sự có trí nhớ chỉ được 3 giây, đúng hay sai? Đúng. Đúng. Tức là người ta hay nói não cá vàng. Não cá vàng. Cá vàng là nó nhớ chỉ được có vài giây thôi đúng không? Đúng rồi. Không ạ. Và não sai rồi. Tại sao? Mời giải thích. Là mình có thể nhớ chỉ hơn vài giây. Có thể 5 giây, 10 giây gì đó. Nhưng không phải là 3 giây. Cũng có thể là 3 giây. Nhưng không chắc chắn là 3 giây. Có thể 5 giây, 10 giây gì đó. Nhưng không phải là 3 giây. Cũng có thể là 3 giây. Nhưng không chắc chắn là 3 giây. Bé này tuổi con cá vàng. Và đáp án của chương trình là đúng.
không chính xác. Đó. Theo trường đại học ở Australia thì cá vàng nó có trí nhớ tới nhiều tuần hoặc là nhiều tháng chứ không có nghĩa là chỉ có 3 giây thôi. Đó, các bạn như vậy là sau 3 câu hỏi thì Lâm Vy Dạ đúng được 2 câu hỏi, tức là đội Lâm Vy Dạ chỉ được 2 câu hỏi đúng mà thôi. Cố lên anh ơi, mình 3 câu hỏi là mình thắng. Khi mình đã thua rồi, mình trả lời khi nào thắng mới được ngồi dậy. Đúng rồi. Ok ạ. À? Ok nha. Okay. Chơi. Phần mà tính điểm chúng ta chỉ tính cái phần mà đáp án lúc ngồi thôi ha. Con hươu cao cổ có thể chỉ ngủ 1 ngày 15 phút đúng hay sai? Ủa sao chị Ngọc chị đúng không? Sao chị nhìn hai bên, cái tự nhiên hai bên này đúng, mình kêu sai cái bà suy nghĩ. Bả hùa không à. Và người ngồi dậy. Đó chính là Đường Thế Vinh. Sai em hùa sai không vậy? Đáp án phải là 30 phút một ngày chứ không phải 15 phút thưa quý vị. Hai bạn kia hy vọng là hãy dậy sớm đi, chứ câu hỏi nó có giới hạn. Chết rồi, em lại có lỗi gì phải trái nữa rồi. Khi một diễn viên nhí đóng phim kinh dị, diễn viên nhí đó sẽ không được xem bộ phim đó đúng hay sai? Đóng phim kinh dị. Ờ. Đúng. Cái nào đúng vậy? Đúng. Dạ là sai, Ngọc là đúng. Vậy ai sẽ được ngồi vậy à? Cái mắt gì người ta đóng mông cho ta coi. Không, phim 18 cộng là con nít coi không được. Đáp án, người được ngồi dậy đó chính là Ninh Dương Lan Ngọc. Tôi không đỡ, ai đỡ đi. Em đỡ. Vinh qua đỡ chứ, đội mình qua đỡ đi Vinh. Đúng rồi. Nó gần cái mẹ ghê trời. Luật điện ảnh yêu cầu bất kỳ người xem nào nhỏ hơn độ tuổi phân loại mà bộ phim bị dán nhãn thì không được vào rạp xem phim đó, dù có là diễn viên đóng phim đi nữa. Tại vì có một bộ phim á có ba bé như là bé Thanh Mỹ á. Đúng rồi. Bé không có được vô, bé khóc hết trời. Các bạn phải biết đã là đóng phim điện ảnh rồi, 13 cộng là gì, 16 cộng, 18 cộng thì cái luật quy định rồi, trên bao nhiêu tuổi thì được xem. Sau khi đẻ trứng, bạch tuộc sẽ chết ngay đúng hay sai? Đó, cái này giờ sinh sản. Lựa chọn đáp án là sai. Mời ngồi dậy. Yeah. Đừng ai đỡ. Em để tự động. Rồi, em chuyên về sinh đẻ. Chuyên về sinh đẻ. Câu hỏi về sinh đẻ. Sau khi đẻ trứng xong, nó ấp xong thì nó mới chết thưa quý vị. Vâng ạ. Cái phần ngồi dậy là cái phần bắt buộc phải có thì mình mới được ngồi dậy. Còn cái phần mà trả lời á là Dạ là người gánh thêm trả lời được hai đáp án. Và đợi tiếp theo. Câu hỏi này vô cùng đơn giản. Mẹ yêu không nào và con cò bép bé là hai bài hát khác nhau đúng hay sai? 3, 2, 1. Đúng, tất cả đều lựa chọn là đúng. Trời ơi. Khoan, ủa chắc gì mình sai? Khi đi hỏi mẹ. Đúng không? Tôi chưa kịp tin vào đôi mắt của mình luôn. Ủa là làm bài... sao rành nhạc cho dây bằng tôi? Anh sao anh không đưa dây? Câu hỏi chương trình là mẹ yêu không nào và con cò bé bé là hai bài hát khác nhau đúng hay sai? Là sai bởi vì nó là cùng một bài. Đúng. Mẹ yêu không nào là lời của bài con cò bé bé. Thưa quý vị thân mến, với khả năng trả lời để phải nằm xuống đã không được rồi thì cái phần đứng lên này hơi gầy go. Tất cả cùng đứng, tất cả cùng nằm. Quá là đoàn kết đó mà. Câu tiếp theo. 8 cẳng 2 càng. Con cua. Từ lanh quá. Có ở miền Tây là biết đâu. Ủa em quên là đúng sai chứ không phải là thở. Từ 8 cẳng 2 càng đều gọi là cua đúng hay sai? Đúng. Thúy Ngân đúng. Sai. Thúy Ngân sai, Thúy Ngân sai. Khoan. Thúy Ngân chọn đúng, một mình Thúy Ngân ở lại. Quá là đúng. Không nhẹ nó.
Vâng, 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 hai càng thế thì cua đúng hay sai? Trời ơi, em nghe là tám cẳng hai càng là con cua phải không? Trời ơi, đã bị cận rồi còn bị điếc nữa. Đã bị cận rồi còn bị điếc nữa. Cái này Ngân chắc không biết đâu. Không có cẳng, không có càng mà vẫn được là một cái bây con giờ, gì đó. Bây giờ nếu bé Ngân sai thì hai người trong đúng đầu rồi, bị đúng lại. Bây giờ nếu Ngân sai hai người đi xuống lại. Đúng. Em đâu. Ông từng mang đúng rồi. Mũi dài là lái mới chịu đòn. Trời ơi, tôi lái cái này nổi tôi mới sợ đó. Trong một cái đội chơi lần đầu tiên trong lịch sử về trí tuệ nhân tạo, mới cầu đầu nguyên một đám té hết. Hoa hậu Việt Nam, hoa hậu ca lệ, ông chú thông minh. Câu tiếp theo, thú bỏ việc đẻ con đúng hay sai? Sai. Thì nó đẻ con. Nó đẻ con thì là đúng hay sai? Nó là đúng mà sai. Đó. Đúng. Nó đẻ con là đúng nhưng em thích chọn sai. Hiểu không? À, bây giờ chỉ cần chạm chân trái chân phải rồi chân trái. Anh hỏi là con thú mở việc đẻ con đúng hay sai? Nếu đẻ con thì mình chọn đúng, nó đẹp trứng mình chọn sai. Em đã biết tức quá. Nó đẻ cái gì? Em đã nói là nó đẻ con là đúng nhưng mà em thích chọn sai cho hai người đó nằm được không? Sai, chọn là sai. Chưa ăn luôn anh. Đúng. Rồi, Ngân chọn đúng rồi. Ngân cố tình chọn Ngân chọn sai là đi. Sai, bởi vì đó là con. Nó đẻ gì Ngân? Nó đẻ con. Nó đẻ con. Cho em xin nghỉ chơi phút nữa. Cho hỏi à. Ở còn lại có hỏi được không? Rã đội được không? Rã đội được không? Hỏi ai? Vậy nó đẻ con hay đẻ trứng? Nó đẻ con. Nó đẻ con. Lại lần nữa nha. Chưa hiểu. Lại lần nữa. Lên em lên lại. Chưa hiểu, chưa hiểu. Chị hỏi là một lần nữa. Con thú mở dịch. Chừng cái lần đó, chừng lần này. Con thú mở dịch nó đẻ con là đúng hay sai? Con thú mở dịch. Nó đẻ con là đúng hay sai? Đúng. Leo lên lên đó. Nhưng mà em chọn sai. Em chọn sai. Để dài thì nằm xuống. Rồi nằm xuống. Vậy thì nó đẻ trứng hay đẻ con? Em chọn nó đẻ trứng. Nhưng mà giờ em cũng bị rối luôn nè. Cuối cùng nó đẻ con vậy. Nó đẻ con hay đẻ trứng? Ờ. Dạ chị, đã là con thú thì đó là phải đẻ con là đúng rồi. Thì đúng rồi. Sao nãy giờ cứ lặp đi lặp lại cái chứ lại con nó trả lời. Vấn đề đây đâu. Là ban đầu là mình bị dẫn rồi. Vậy mà mình vẫn làm theo. Nhưng mà con này á là nó đẻ trứng. Dạ. Ồ, một kiến thức nữa nha. Ồ. Nó là con gì vậy anh? Vậy là anh giải thích cho tôi sai. Thôi nè, nếu như mà bạn vô cho vị trí của tôi rồi, đi. Em hiểu rồi. Bạn nằm lên nằm xuống bao nhiêu lần? Con thú mỏ vịt nó là con thú nhưng mà người ta gọi thú mỏ vịt. Nó phải liên quan đến con vịt một chút xíu nên nó đẻ trứng đúng không anh? Một câu tiếp theo nè, hồi đó không biết học trường đại học nào nhưng mà hỏi câu này. Con vịt nè, giờ hỏi con vịt luôn là da cầm hay da súc? Da cầm. Tại sao nó cầm gì mà gọi là da cầm? Nó là gia đình. Gia đình với ai? Nó là một gia đình. Tại nó kêu cạp cạp. Em cạp chị bây giờ á. Chị cạp nó là tại vì nó kêu cạp cạp nên nó là da cầm. Không có phải đâu. Kiến thức chị sai rồi, có một lỗ hổng trầm trọng. Anh em chỉ biết ơi. Nó là da cầm thì. Nhưng mà con nó là nó con gì cầm vậy anh? Cái gì đâu? Thú mỏ vịt. Con là con thú mỏ vịt. Nhưng mà nó đẻ trứng đúng không? Con thú mỏ vịt đẻ trứng. Nói chung là quá nhiều mệt mỏi đã xảy ra với các trường đại học trên thế giới. Ở cái game này, dạ. Đặc biệt chỉ có hai câu là đội kia nắm chắc phần thắng rồi nhưng mà không ngờ đội mình ngã một phát một câu đầu tiên rất hết rồi. Mở đầu em nói anh Luật không có cái gì đó. Làm gì có chích thông minh. Chơi có chích thông minh. Bây giờ là vòng thứ ba của bảy nụ cười.